Rồi, thì chúng ta đã có hai bài tập tay và ba bài tập lưng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với là ba bài tập vai nữa nha. Đây, mình ghi vô đây cho nhớ. Ok, các bạn thì thật sự là khi mình làm video clip này, nó cái ghi cái ra cái chủ đề nó khá là nhiều, nên các bạn chịu khó là lấy giấy bút ra các bạn ghi lại. Khi mình vừa ghi vừa xem song song cái video clip này, các bạn sẽ hiểu được hết cái nội dung của mình nói. Nó hơi phức tạp đó nha. Tại trong cái vấn đề mình thiết kế lực tập nó nhức đầu kinh khủng lắm luôn á. Đó là lực cơ bản thôi, còn nếu mà đi sâu vô ví dụ như lực của mình nó còn nhiều cái vấn đề mà nó phức tạp hơn nữa. Bây giờ chúng ta đến với ba bài tập vai cuối cùng nha. Rồi, cố gắng theo cái buổi học ngày hôm nay nha. Rồi, tiếp tục là ba bài tập vai. Thì ba bài tập vai mà đơn giản nhất là sẽ là bài đẩy vai tại đơn. Lên xuống, hít vào, lên thở ra, đơn giản vậy thôi. Rồi, bài tiếp theo là vung tạ đơn ngang hai bên. Rồi, và bài cuối cùng là vung tạ đơn từ bên đưa ra phía trước. Đưa ra phía trước gì đó, đưa ra phía trước gì đó. Rồi, rất đơn giản, đó là ba bài tập vai. Thì mình đã có rất nhiều video clip hướng dẫn các cách tập vai, các cách tập tay với cách tập đầy đủ trong kênh YouTube của mình. Thì ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi lại là cái lịch tập. Rồi, đây là lịch tập tổng nè. Rồi, các bạn nhìn thấy rõ không? Camera nè, nhìn thấy rõ không? Đây đây. Rồi, ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tập ngực nè. Đó, các bạn thấy không? Ngày thứ hai chúng ta tập ngực và tay sau. Ngày thứ ba chúng ta sẽ tập 200 calo cardio cộng bụng. Ngày thứ tư chúng ta tập chân và hai bài thể lực nặng là bao gồm nhảy xa và nhảy cao. Ngày thứ năm chúng ta sẽ quay lại là 200 calo cardio tập bụng nhẹ và thể lực. Và ngày thứ sáu cuối cùng thì chúng ta sẽ tập lưng, tay sau và vai. Ok, các bạn cố gắng ghi chép lại chi tiết rõ ràng. Còn bạn nào mà chưa thắc mắc những cái bài tập này nó như thế nào nữa thì vui lòng inbox ở dưới để hỏi mình lại kỹ hơn nha. Ra rồi, video đến đây kết thúc thôi. Hy vọng là các bạn có một cái lịch tập tăng cân tăng cơ này, các bạn có thể tập luyện được tốt hơn. Và nhớ đón xem cái video clip khác của mình sẽ cập nhật thường xuyên mỗi ngày và nói về tất cả rất là nhiều cái vấn đề tập luyện. Thì cái lịch tập đó thật sự nó thiết kế nó khó lắm các bạn, không phải chuyện đơn giản đâu. Với nhiều người, nhiều cái mẫu số nó khác nhau, nhiều cái vấn đề họ khác nhau, tập luyện họ khác nhau. Đây là một cái lịch tập tương đối là cơ bản dành cho những người tăng cân tăng cơ thôi. Tùy cái trường hợp mỗi cái nó khác nhau, nó có nhiều vấn đề khác nhau lắm. Đây thì mình lựa chọn một cái mẫu sung, mẫu số mà chung và gần nhất để mà mình thiết kế thôi. Rồi, nên nếu mà bạn nào mà tao không được lịch này thì inbox mình đi, chứ giờ mình cũng không nào mà chịu ý hết tất cả mọi người được, 9 người 10 ý thôi. Ok ok, rồi hôm sau sẽ là có những cái video clip là cùng ra anh thiết kế các lịch tập tăng cơ, giảm mỡ, hay là duy trì cơ bắp, hay là phát triển cơ bắp, hay phát triển sức mạnh, hay là giảm mỡ. Ok, nhớ đón xem cái video clip khác của mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Ok.